Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin cuối ngày 8 tháng 4 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Cùng theo chân nhóm phóng viên truyền hình Công an Nhân dân gặp gỡ và lắng nghe chia sẻ của những sĩ quan công an thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin ban đầu về vụ việc hai cháu bé bị thất lạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ cách đây 5 ngày. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào sáng nay ngày 8 tháng 4 tại thành phố Hạ Long, Cục An ninh Nội địa Bộ Công an đã tổ chức hội nghị tập huấn lực lượng an ninh nội địa toàn quốc. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, trong thời gian qua, công tác an ninh nội địa tiếp tục được đảm bảo giữ vững, góp phần quan trọng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả các mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu các đại biểu tham gia tập huấn phải chủ động trao đổi những vấn đề còn vướng mắc, chia sẻ những tình huống thực tế xảy ra trong công tác đảm bảo an ninh nội địa. Từ đó, thống nhất nhận thức, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo cũng như các biện pháp đối sách. Thứ trưởng Lương Tam Quang lưu ý, lực lượng an ninh nội địa cần tập trung các giải pháp bảo đảm vững chắc an ninh tại các địa bàn chiến lược, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu hoạt động của số phản động chống đối, ngăn chặn từ xa từ sớm âm mưu hoạt động khủng bố, phá hoại manh động, hoạt động kích động, tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, chủ động rà soát các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện phức tạp để tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp giải quyết dứt điểm tại chỗ, không để lan rộng kéo dài. Ưu tiên xây dựng chiến lược, bảo đảm phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, tiêu chuẩn định mức trang thiết bị hiện đại là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đó là nhấn mạnh của Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an khi chủ trì hội nghị đánh giá công tác đầu tư mua sắm, đảm bảo trang thiết bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, quân trang và kho vận trong Công an Nhân dân khu vực phía Bắc. Hội nghị được tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại Hà Nội. Với phương châm chủ động, hiệu quả, tiết kiệm, thời gian qua công tác trang bị và kho vận đã cơ bản đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân. Trong đó đã chủ động rà soát, từng bước chuẩn hóa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chủ động triển khai, đảm bảo trang bị từ khâu xây dựng kế hoạch đến đầu tư mua sắm, chú trọng ưu tiên trang thiết bị cho lực lượng chiến đấu, cũng như đảm bảo tiến độ triển khai công an xã chính quy tại công an các địa phương. Căn cứ tình hình thực tế, nhiều ý kiến tại hội nghị đã làm rõ những điểm khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất các nội dung trong công tác đầu tư mua sắm, đảm bảo trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, quân trang và kho vận trong Công an Nhân dân. Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, việc ưu tiên xây dựng chiến lược, bảo đảm phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, tiêu chuẩn định mức trang thiết bị hiện đại là nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Trong đó phải đổi mới tư duy, chuyển trạng thái từ hậu cần thụ động sang hậu cần chủ động, đi trước một bước. Đầu tư, mua sắm phải có trọng tâm, trọng điểm, xuất phát trên cơ sở nhu cầu thực tế của công an các đơn vị địa phương. Thứ trưởng cũng lưu ý tính chủ động, tranh thủ tối đa các nguồn lực, sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương và các nguồn lực khác, đảm bảo sự đồng bộ trong đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện, tăng cường cải cách hành chính, rút gọn quy trình cấp phát, rà soát tổng thể, xây dựng hệ thống kho theo đúng tiêu chuẩn. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra kiểm tra đối với tài sản công, thực hiện tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị phương tiện được cấp phát nhằm đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu và thường xuyên đột xuất của công an các đơn vị địa phương. Thưa quý vị, từ năm 2022 đến nay, Bộ Công an Việt Nam đã cử 2 tổ công tác tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Nam Sudan. Tại Nam Sudan thì công việc của 6 sĩ quan công an sẽ như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo chân nhóm phóng viên truyền hình Công an Nhân dân để gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ của họ về sứ mệnh gìn giữ hòa bình trên vùng đất này. Ngày mới lại bắt đầu ở đất nước Nam Sudan. Tại căn cứ Tong Pinh, ngày mới cũng bắt đầu với những sĩ quan công an Việt Nam bằng những hình ảnh rất đỗi thân quen. Hiện đang có 6 sĩ quan công an nhân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan. Họ đều có vị trí tác chiến độc lập ở các mảng khác nhau của phái bộ UNMISS. Với vị trí sĩ quan nâng cao năng lực phát triển và điều phối các dự án, Thượng tá Vũ Việt Hùng và các đồng nghiệp đã làm việc hỗ trợ tư vấn về nghiệp vụ cho các đồng nghiệp cảnh sát Nam Sudan, những kỹ năng nghề nghiệp, các chuyên đề của cảnh sát.
Với cái vai trò là cái sĩ quan quản lý dự án và tài trợ thì tôi có nhiệm vụ là tìm hiểu các cái nhu cầu của cảnh sát địa phương để từ đó đề xuất những cái dự án hỗ trợ cho cảnh sát Nam Sudan. Với nữ sĩ quan Lương Thị Trà Vinh, hiện đang làm việc tại phòng đào tạo và bồi dưỡng cảnh sát phái bộ. Nhiệm vụ của cô là điều phối công tác đào tạo. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, cô còn tham gia ban lãnh đạo mạng lưới nữ cảnh sát phái bộ. Còn đây là Trung tá Nguyễn Thu Hà. Sau một tháng làm việc ở văn phòng cảnh sát địa bàn Malacca, cô đã trúng tuyển vị trí sĩ quan hậu cần ở sở chỉ huy tại địa bàn Suba. Nhiệm vụ của cô là thực hiện công tác quản lý về nhà ở, quản lý về xe cộ và thực hiện các báo cáo hàng ngày về hai lĩnh vực trên. Với tôn chỉ là đặt cao, đề cao tính chuyên nghiệp trong thực hiện công việc, thì khi mà tôi đến đây và tôi công tác tại phòng quản lý hậu cần thì tất cả các cán bộ sĩ quan ở đây họ thực sự làm việc hết sức là chuyên nghiệp. Ngoài việc học hỏi kinh nghiệm trong công tác chuyên môn thì tôi cũng biết thêm được nhiều hơn về những văn hóa đặc sắc của từng nước, về phong cách, về tư duy suy nghĩ của con người của họ. Khi mà triển khai hoạt động tại phái bộ thì bản thân tổ công tác cũng như cá nhân tôi cũng đặt ra nhiều nhiệm vụ, tức là ngoài nhiệm vụ công tác chuyên môn thì công tác tiếp theo là tham gia các hoạt động để nhằm quảng bá hình ảnh, sự tính sáng tạo và sự chuyên nghiệp của cảnh sát Việt Nam, có thể thực hiện nhiệm vụ ở nhiều các khía cạnh lĩnh vực khác nhau. Hiện nay chúng tôi có 6 sĩ quan cảnh sát Việt Nam triển khai công tác tại nhiều vị trí của phái bộ. Họ không chỉ công tác tại các đơn vị của sở chỉ huy phái bộ, mà còn triển khai tại các văn phòng cảnh sát địa bàn. Các sĩ quan này đã thực hiện nhiệm vụ rất xuất sắc. Chúng tôi cảm ơn Việt Nam đã cử các sĩ quan cảnh sát đến làm việc tại phái bộ. Họ đã thực hiện nhiệm vụ một cách xuất sắc, cống hiến hết mình đối với công tác nâng cao năng lực cho cảnh sát địa phương, góp phần đưa phái bộ thành một phái bộ năng động, đa văn hóa. Sau một ngày làm việc, Trung tá Thu Hà và các đồng nghiệp trở về căn cứ Tom Ping. Trên đường đi, cô tranh thủ gọi điện về cho con gái ở Việt Nam, bởi vào giờ này ở Hà Nội đã là 22 giờ đêm. Và những giây phút ngắn ngủi ấy lại là điểm tựa bình yên để giúp cô và các đồng nghiệp vững tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ vì sứ mệnh gìn giữ hòa bình. Thưa quý vị, nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất là phẩm chất đạo đức, hành động vô cùng tốt đẹp. Và mới đây thì một trung úy công an xã đã một lần nữa lan tỏa hành động đẹp này tới toàn cộng đồng xã hội. Trước đó vào ngày 2 tháng 4, trung úy Đỗ Duy Sơn, cán bộ công an xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhận được số tiền 350 triệu đồng từ một tài khoản lạ chuyển vào tài khoản cá nhân của mình. Nhận thấy số tiền lớn lại không ghi nội dung giao dịch, nghi là do chuyển nhầm, trung úy Đỗ Duy Sơn đã báo cáo ban chỉ huy công an xã Tân Hải, công an thị xã Phú Mỹ về vụ việc, đồng thời đến trụ sở ngân hàng để trình báo. Và ngay sau đó, trung úy Sơn đã liên hệ được với chủ tài khoản là anh Nguyễn Tri Định, trú tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh và trao trả lại số tiền 350 triệu đồng anh Định đã chuyển nhầm. Câu chuyện của trung úy Sơn tiếp tục là tấm gương sáng về lòng trung thực, hành động đẹp và nhân văn cần được lan tỏa trong cộng đồng. Chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự. Chiều nay, Công an TP HCM đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ việc hai trẻ em bị thất lạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1 xảy ra vào ngày 3 tháng 4. Tại buổi họp báo, đại diện Công an TP HCM cho biết, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân kết hợp với nhiều biện pháp nghiệp vụ, các tổ công tác đã triển khai xác minh, truy tìm tung tích nạn nhân và đối tượng có liên quan. Qua đó xác định vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 3 tháng 4, có một đối tượng nữ đã lợi dụng lúc hai cháu bé không có người trông coi, tiếp cận dẫn dụ đi theo mình qua nhiều tuyến đường từ quận 1 sang quận 8, sau đó đặt xe taxi công nghệ đưa hai cháu bé về chung cư Sài Gòn Pearl nằm trên địa bàn quận Bình Thạnh. Khẩn trương truy xét, phòng cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với công an quận 1, công an quận Bình Thạnh đã
phát hiện đối tượng Phạm Huỳnh Nhật Vi, sinh năm 2003, trú tại tỉnh Kiên Giang, trú tại tỉnh Tiền Giang, khi đang khống chế hai cháu bé tại căn hộ ở chung cư Sài Gòn Pearl. Lực lượng phối hợp đã nhanh chóng khống chế đối tượng, giải cứu hai cháu bé an toàn khỏe mạnh. Như vậy là chỉ chưa đầy 42 giờ đồng hồ sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã giải cứu trao trả hai cháu bé cho gia đình đảm bảo an toàn, đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý đối tượng Phạm Huỳnh Nhật Vi theo đúng quy định. Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an chiều nay cho biết đơn vị vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá băng nhóm tội phạm do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, sử dụng công nghệ cao để hoạt động tín dụng đen với lãi suất lên đến gần 2.000% một năm, số tiền thu lợi bất chính là hàng nghìn tỷ đồng. Qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Cục Cảnh sát Hình sự phát hiện nhóm đối tượng người nước ngoài câu kết với các đối tượng người Việt Nam thành lập các doanh nghiệp núp bóng, sử dụng công nghệ cao để hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn. Cơ quan công an xác định đường dây tội phạm trên do đối tượng Catherine Roman quốc tịch Ukraine cầm đầu, câu kết với Lê Thanh Huỳnh Cang và Nguyễn Thị Nhất Vương cùng chú tại Thành phố Hồ Chí Minh để hoạt động tín dụng đen qua ứng dụng easycash.vn, OnCredit hoặc là website oncredit.asia.com. Từ năm 2019, Roman đã đưa cho Cang số tiền là 400.000 đô la Mỹ để hoạt động cho vay. Đến tháng 4 năm 2023, Roman chỉ đạo công ty Lộc Tín tiếp tục nhận 11 triệu đô la Mỹ từ công ty SCA của Singapore và ngân hàng TAS của Đào Xíp. Các đối tượng xét duyệt quy trình cho vay từ 500.000 đồng đến hàng chục triệu đồng với lãi suất từ 365% đến 1.971% một năm. Cho đến ngày bị bắt, các đối tượng đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay tiền, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, Cục Cảnh sát Hình sự đã triệu tập 63 đối tượng lên làm việc, thu 68 máy tính xách tay, gần 100 điện thoại di động và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây bán điện thoại giả mạo trên các sàn thương mại điện tử, lừa đảo khoảng 7.000 bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố để chiếm đoạt khoảng hơn 90 tỷ đồng. Phương thức của các đối tượng là đăng tải hình ảnh điện thoại thông minh chính hãng với giá rẻ hơn rất nhiều so với thực tế. Sau đó giao hàng là sản phẩm giả gồm các cuộn dây sạc, sạc dự phòng, điện thoại có phím giá rẻ. Cầm đầu đường dây là Đặng Thị Thêm, chú tại Hà Nội, cùng chồng là Lê Quang Vinh, chú tại tỉnh Thanh Hóa. Vào cuối năm 2022, vợ chồng Thêm thành lập một đường dây hoạt động lừa đảo riêng. Cơ quan điều tra xác định Thêm là mắt xích trong đường dây lừa đảo do Bùi Thị Hương, chú tại Hà Nội cầm đầu. Khám xét tại kho hàng ở khu đô thị Vân Canh, Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện có hàng nghìn hộp điện thoại, hàng trăm bộ dây sạc và các thiết bị di động giả mạo các thương hiệu nổi tiếng. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 22 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu giữ 20 máy tính các loại, khoảng 3.000 điện thoại chất lượng kém, hàng giả cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, lực lượng công an đã bắt giữ nhiều đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức cá nhân để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Song vẫn với chiêu bài cũ, các thế lực thù địch lại lưu loa xuyên tạc rằng Việt Nam vi phạm tự do, dân chủ, nhân quyền. Tuy nhiên, những chiêu bài, luận điệu đó lại tiếp tục bị các tổ chức tôn giáo lên án. Và đó cũng chính là nội dung của tiểu mục Nhận diện và đấu tranh tuần này với sự trình bày của biên tập viên Nam Hà. Mời quý vị cùng theo dõi. Kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, phá hoại chính sách đại đoàn kết luôn là âm mưu của các thế lực thù địch từ bên ngoài. Chúng vẫn kiên trì dưới các vỏ bọc nhân quyền, dân chủ, tự do, nhất là tự do tín ngưỡng tôn giáo, tự do ngôn luận, báo chí, xuyên tạc những vấn đề do lịch sử để lại, những khó khăn trong đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Thạch Chanh Dara và Kim Khiêm, trú tại ấp Tổng Hưng, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Thạch Ve Sanan cũng ở tỉnh Vĩnh Long về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật. Thạch Chanh Dara từng là tu sĩ tại chùa Đại Thọ, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình. Từ năm 2020 đến nay, kể cả thời gian còn là tu sĩ và không còn là tu sĩ, Thạch Chanh Dara và Kim Khiêm thường xuyên sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ bài viết, video và livestream nhiều thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.
Đặc biệt, vào chiều ngày 22 tháng 11 năm 2023, Tổ công tác Ủy ban Nhân dân huyện Tam Bình và Ủy ban Nhân dân xã Loan Mỹ cùng hai Phật tử đại diện người dân địa phương đến chùa Đại Thọ liên hệ làm việc. Khi Tổ công tác vào khuôn viên chùa thì bị khóa cổng. Thạch Chanh Dara đã trực tiếp chỉ đạo khống chế các thành viên trong Tổ công tác hành hung gây thương tích, đồng thời đưa các thành viên trong Tổ công tác vào chính điện, khóa cửa, canh giữ không cho ra ngoài. Những hành vi trên đã vi phạm pháp luật, không xứng đáng là thành viên của Tăng đoàn và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Do đó, Hội đồng Yết Ma đã biểu quyết 100% đồng ý khai trừ, không công nhận Thạch Chanh Dara là thành viên của Tăng đoàn và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phải khẳng định hành vi của những đối tượng trên là vi phạm nghiêm trọng luật pháp Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn chiêu bài cũ, các trang tin thù địch ở nước ngoài tiếp tục lưu loa, xuyên tạc cho rằng Việt Nam vi phạm nhân quyền và đàn áp tôn giáo. Đồng thời, nhiều tổ chức tôn giáo bất hợp pháp ở nước ngoài cũng lợi dụng lên tiếng, hòng tạo tiếng vang nhằm thực hiện hành vi chống phá đất nước ta. Nhiều trang web phản động như Việt Tân, VOA đã liên tiếp có nhiều bài viết về các sự kiện bắt giữ những đối tượng vi phạm pháp luật ở trong nước. Những trang này dẫn lời hai tổ chức bất hợp pháp là Liên đoàn Khmer Krom KKF và Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu CSW, đồng thời xuyên tạc cho rằng giới hữu trách Việt Nam đã bắt giữ và buộc tội với một tội danh mà ông không hề phạm tội. Đồng thời xuyên tạc cho rằng Thạch Chanh Dara chỉ đơn thuần thực hiện quyền tự do vận động cho quyền thực hành Phật giáo nguyên thủy cho cộng đồng người Khmer Krom bản địa của mình và ra yêu sách yêu cầu trả tự do ngay cho Thạch Chanh Dara, Kim Khiêm, Thạch Vệ Sanan và bác bỏ mọi cáo buộc đối với họ. Với chúng tôi, những người tu sĩ Phật giáo, thì phải thực hiện theo luật Phật chế, các quy định, hiến chương của giáo hội. Ngoài ra thì chúng tôi phải có trách nhiệm thực hiện theo đúng pháp luật của nhà nước. Mà không chỉ ở Việt Nam, ở tất cả các nước trên thế giới đều phải như vậy. Và là một người tu hành thì càng phải thực hiện nghiêm các cái quy định của pháp luật. Khu vực Tây Nam Bộ, người Khmer với Phật giáo Nam Tông từ lâu đã bị các thế lực thù địch phản động nhắm tới với chiêu bài thành lập quốc gia Khmer Krom tự trị. Ở ngoài nước, nhiều tổ chức phản động của người Khmer như Hội Ái hữu Khmer Campuchia Krom AKKK, Hội Sư sãi Khmer Campuchia Krom qua không gian mạng, chúng giao diết đẩy mạnh hoạt động, kích động lôi kéo sư tăng, nhất là những kẻ vi phạm pháp luật Việt Nam. Những trang tin phản động như Việt Tân, VOA, RFI thường lấy các sự kiện đơn lẻ để quy chụp thổi phồng một số vấn đề tiêu cực trong xã hội. Từ lợi dụng tình hình tranh chấp, khiếu kiện đất đai đơn thuần để kích động gây rối, thậm chí nhằm mục đích chính trị hóa, quốc tế hóa. Năm vừa qua, một số tổ chức có tư tưởng thù địch với nhà nước Việt Nam ở bên ngoài đã lợi dụng vấn đề tôn giáo để tuyên truyền phát triển lực lượng vào trong nước. Các tổ chức này đều lấy vấn đề dân tộc, tôn giáo làm cơ sở, làm vỏ bọc để thu hút lòng tin, tạo điều kiện thuận lợi cho các thế lực thù địch ở bên ngoài thực hiện cái chiến lược diễn biến hòa bình, phá hoại nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Việc các thế lực thù địch phản động thường lấy những vụ việc vi phạm pháp luật làm cái cớ, lý do để xuyên tạc, vu cáo chính sách dân tộc tôn giáo của Đảng, Nhà nước Việt Nam đã diễn ra một thời gian dài và chúng vẫn đang kiếm cớ can thiệp vào chính trị nội bộ, tạo sức ép, mặc cả trong các quan hệ đối ngoại. Ở Việt Nam, mọi công dân đều được thể hiện văn hóa tín ngưỡng của mình, đồng thời bình đẳng trước pháp luật. Những điều trên không chỉ công dân Việt Nam mà cả công dân nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam cũng cảm nhận được. Những chia sẻ sau của những người có chức sắc trong một số tôn giáo đang sinh sống và hoạt động tại Việt Nam cũng khép lại nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Ông Hoàng Văn Tùng, trưởng ban điều phối Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô Việt Nam đã đi rất nhiều nước trên thế giới và bất kỳ đâu ông cũng tuân theo pháp luật của nước sở tại. Chúng tôi luôn luôn tôn trọng luật pháp của bất kỳ nước nào khi chúng tôi tới tham dự. Với gần 200 quốc gia trên thế giới, nhà thờ của chúng tôi đã có mặt. Thì mỗi một quốc gia thì đều có một luật pháp riêng biệt. Tuy nhiên chúng tôi tôn trọng nền văn hóa, pháp luật. Và đó là một cách thức mà chúng tôi đang tồn tại và phát triển ở các nước quốc gia trên thế giới. Với mục sư Seo Beom Sok, đại diện cho Tin lành Trưởng lão Hàn Quốc tại Việt Nam,
Ông cho biết pháp luật tại Hàn Quốc xử lý rất nghiêm những đối tượng lợi dụng tự do để vi phạm pháp luật. Ông coi điều này là bình thường và cần thiết để duy trì trật tự xã hội. Ở Hàn Quốc cũng có những tín đồ vi phạm pháp luật. Luật pháp Hàn Quốc cũng xử lý rất nghiêm những người vi phạm, không có sự ưu ái hay bỏ qua cho những vi phạm đó. Những người mà vi phạm pháp luật thì cũng cần phải được răn đe, cũng cần phải có cái xét xử công bằng để thứ nhất là cũng đảm bảo cái tự do tín ngưỡng, thứ hai cũng là để cũng bảo vệ cái danh tiếng trong Tin Lành cũng như là tôn giáo nói chung. Và cái thứ ba nữa là khi một người đó mà vi phạm pháp luật thì cũng phải nhận lấy cái sự trừng trị thích đáng. Bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới đều phải có luật pháp để duy trì trật tự xã hội. Vậy nên, những ai cố tình lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật, gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đều bị pháp luật Việt Nam xử lý nghiêm minh.